xem anh Hùng anh cắt cái gì đây. Đấy, đang riêng nhân đang cắt. Vâng, nghệ nhân này. Riêng nhân thôi. Làm riêng nhân. Nhưng mà riêng nhân này chăm cây tốt lắm. Phải bái phục chú ở Đỗ Tương với cả nước ốc thả thế chả tốt. Mướt luôn. Cắt à? Cắt luôn cho nó luôn để về nhà cắt luôn. Cắt đấy á. À, của anh Thắng à. Thắng Sứt. Tuy nhiên. Ai ai đi. Nghĩa là bây giờ cho chơi nào được chơi thế đúng không? Thua to chứ, chơi này không thua đâu. Mở mạch. Cái lưỡi nó ấy quá, mau quá. Lưỡi này vào một tí, gặp cưa cái là nó rít nha. Rít, mạch bé quá. Tại vì cưa mở ra từng tí một. Cắt thì mới ra cái mặt, hai mặt chơi này. Chuyển mặt. Cắt bỏ tay trước xong rồi cắt đầu sau. Ăn ba cây. Thế ông kia kêu ông nước. Đây chơi cái này nhá. Ăn cái này. Luôn theo cái cây lại về. Cái này rồi tí nhỉ. Ăn cái cây rồi thì cho chủ được cái đâu. Tao ra làm phải thế thành bốn món đấy. Bốn món. Tôi đã phải gỗ gạt đi. Ngày trước còn bán cho chú Biên có sáp như thế này mà chú còn làm thành cây cơ mà. Rồi cưa như bán thớt ấy nhỉ. Kiểu như bán thớt. Dạ. Rồi lên đục cái này ngọn. Đấy. Lấy này chuyển mặt này mặt kia lấy này. Xem cái mặt bên kia xem nó như nào. Chợ hôm nay có một rúm nữa thôi. Đấy, nó cần được chiều kèo rất thấp quá. Thế nằm cốt làng ba kìa. Trực luôn rồi đẹp à? Em á? À? Đây ạ. À, ở dưới đấy. À, đúng rồi đúng không? Mấy tiền đấy? Con này riêng này lấy 6 triệu. 6 triệu. Con này về được con đổ à? Ừ, đổ đẹp. Đổ. Con này á? Anh em nhìn thấy là riêng nhất. Riêng. Đấy. Che mắt được à? Là riêng nhất nhưng mà gương nhất. Biết. Ở nhà không vay, đi ra ngoài chợ để vay để cống mách phết đấy nhỉ. Quảng cáo, có việc. Đấy, tự nhiên lại được hai cây này, sướng thế. Có việc. Đổ này đẹp đấy. Ôi ôi ôi. Ôi ôi ôi, ôi trồng quạt của anh. Ôi ôi ôi. Trồng quạt đấy. Trồng quạt đấy. Trồng quạt đấy. Rể quạt. Ngon con rể quạt rồi. Đẹp đấy. Anh Hùng, cái thể loại này về có phải phơi cho nó ráo nhựa thì trồng hay trồng luôn? Để lúc mà ráo nhựa là trồng nhập là dâm nhập. Trồng quạt chưa? Đưa lúc cái này đi đều này đi. Đây. Đấy, được con ôm đổ. Để đây. Đổ ôm chậu, ngon lắm. Con rẻ quạt, chậu rẻ quạt. Quê ở đâu ạ? Kinh đậu ạ? Kinh đậu. Kinh đậu. Kinh đậu. Kinh đường cái đường chảy kinh như đây thì sống ngay đi đâu đủ khô này sống ăn rồi này mai đẹp rồi nhá, nó cháy thế này mai mới là đẹp, nó vo cái này xấu.
nó như cái đường lúa mà. Đúng nguyên ta đổ. Trời ơi, có con tôi thửa luôn cái chậu để vào cho nó hợp không? Quạt nhà có rồi. Ôi quá đẹp nhỉ mẹ, bút khẩu này. Đây kìa đang hỏi bao tiền kìa. Lên cổng treo để bán luôn đấy. Cho trong khẩn đi ngay. Đấy kìa bán luôn, cũng cầm rồi đấy. Nhậu về có đục, biết đục hay không? Đẹp hơn được. Hết mai chú mang cái lũa vào chú đục cho chị. Nhân của đục luôn đi chứ, à này không có đục à? Ờ, dặn nó mai mang đục đi đi. Con mèo cắn ngập mồm. Ây, mà ơi, con này 15 à. 15 con này nhuyễn, nhuyễn. Em bảo được cả được. Nhuyễn nhuyễn khổ. Ôi, là không để cho thì tiêu quá, được thêm mấy triệu. Vợ bạn ra đây sao? Rồi, cho. Đấy, chất chất liền sướng thế nhỉ, sạch sẽ. 15 đồng à, đáng quá nhỉ. 15 đồng đấy, nhìn nước nuôi rất sáng, chẳng có bị một con ấy nào, con trĩ nào, vì là người ta phun, nhất là dưỡng được cây thế này phun, nhìn cây nó sáng lắm, cây sáng. Đấy, nhuyễn. Nuôi cái này để cho cổ nó to thêm chút. Đây đang bị to hơn. Nó to thì nghe. Rồi không, kéo nhà. Hôm em đi làm. Ở vòng ở nhà luôn rồi. Nuôi. Làm cái hàng tháng ở bên đấy mà. Ai? Hai năm rồi. Này níu xuống tí được, níu xuống tí được. Mặt này. Con này phải đục chế rồi. Sợi. Mặt thẳng này. Nó gọn tôi đi nhỉ. Mới làm phải gọn chứ làm phải dễ. Mặt này mà như được như mặt kia thì phê, mặt này nó hơi thiếu. Mặt này nó hơi thiếu. Khoảng ở đây ra anh mua 100.000 để anh mua cái quay mặt thiếu. Không có bán nữa đâu. À, bấm cả chân rồi. Bấm cả chân rồi. Mặt này hơi thiếu. Tất nhiên là nó sẽ nuôi, nó sẽ ra thôi, nhưng mà ai nuôi, có thể là mình có muốn ăn ngay. Ăn ngay. Đẹp lắm anh ạ. Quay chú về mua cái ghế này, ghế cắt tóc này, bạn mời mời cái ghế này, ghế ghế mình chế là ghế được ngay, không thấy đâu mà. Ấy ra, có lẽ nặng rồi. Tuấn ơi. Đại gia Tuấn. Tuấn tiền tỷ. Tuấn tiền tỷ một xe. Còn chất lượng, còn điện. Có lốc xe thì chào bà. Quá. Những cây nào cũng sáng quắc cái này sướng nhỉ. Già ra đẹp nói là lấy ngọn này tay. Cứ để này, để cái này cho người ta chờ ra về, người ta thích. Quá. Cắt nào cắt. Đúng rồi. Ốc sên này. Ốc sên này. Con 15 này đẹp. Con này đang bảo nếu mà anh em thân thì lấy 6 đồng này. Cây này chắc cũng tầm phải 4 đồng. Cái này thế. Đấy, nhìn nó càng ngày sướng. Quá sướng. Sướng. Đây thì là cây của anh Kiện hôm trước mới quay đây. 18 triệu đấy.
La Hán. Tai chuột. Chỉ khó một vài năm nữa, nếu ôm ra thì đẹp, tai chuột nhanh lắm. Nhìn nó cái rễ của nó, cái rễ gió nó rất là nhiều. Tai chuột mà búp tía búp đỏ. Tai chuột búp đỏ nhá. Vâng. Đấy. Tai chuột búp đỏ. Dê chuột mà nó búp đỏ luôn. Dê nó buồn cũng kinh nhỉ. Hả? Dê nó buồn cũng kiếp nhỉ. Ờ. Đấy, bao tiền con đấy này? 3,5 3,5 Hai con bạc tiền. Hai con bạc tiền, con này cưới thôi. Con này ông bán hiệu đà. Để ao con này đấy. Còn thích con kia là búp đỏ này. Còn cái tai chuột này còn búp đỏ. Con này tai chuột này. Cầm tiếp con nó dài và xứ 3 triệu à? Con này. Con này nha. Hai con bằng tiền. Đấy, ấm cúng quá. Con đấy này còn được búp đỏ nữa cơ. Chuột. Chuột tai đỏ. Chuột tai đỏ. Này nắng là rực rỡ này. Và đang mưa nó đang mướt, nó đang ấy. Chuột tai chuột. Đỏ. Tai chuột, đấy tai chuột. Này thì ba vai đây. Vai này em này bao tiền? 5 triệu hết. Cái lọc là 5 triệu. Có con hổ đột biến được không Tuệ? Đâu anh? Đây, trước mặt đây. Đây à? Ổi đấy. Nhìn cứ tưởng là cây tuyết mai. Ổi đấy. Ổi tàu. Lạ nhỉ? Từ tàu sang Nhật đấy. Đấy. Thằng này tàu nó lai Nhật. U chủ quả chấm hết luôn. Ghê ấy nhỉ, đấy. Lộc từ gốc đến ngọn nhỉ, từ rễ đến ngọn. Lạ quá nhỉ. Ổi. Đấy. Ổi này giá là bao nhiêu anh? 2 triệu. Mình cũng mơn mởn đấy nhỉ. Đây như rau sống. Lê Minh Tuấn. Đây có cây tai chuột này được này, sao về làm dễ này. Về làm rất dễ. Khoảng đó 2 con sim á, chọn lấy một con về phải chưa? Quá đẹp. Con bé đẹo hết đấy. Vâng. Này tỉa tỉa ra phát dày bí rồi xưa. Dày bí đó. Thành rồi đẹp. Chuột tai đỏ. Bồ kết rồi đấy. Ai đuổi đi bằng nó đang biên sáng nên chưa được dèm là gì rồi. Tình cùng luôn. Đây của nào đây. Hàng khủng long. Nhiều lần ra quả rồi. Nhìn như dấu ấn thời gian nhỉ.